Vừa giành chiến thắng 2-0 trước Barcelona, tiền đạo Thomas Müller đã nhận được hung tin về ngôi nhà của mình. Hãy cùng đến với kết quả của các trận đấu mà các ông lớn vừa ra sân trong đêm qua và rạng sáng nay ở Champions League. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức bên lề và chuyển nhượng là những thông tin sốt dẻo sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 15 tháng 9 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Trận cầu tâm điểm rạng sáng ngày hôm nay là cuộc quyết chiến giữa Man City và Dortmund. Với hai đội bóng thiên về tấn công như thế này, ai cũng nghĩ một thế trận hấp dẫn sẽ được tạo ra, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trong hầu hết thời gian trận đấu, bóng thường lăn trên phần sân của đội khách. Hàng phòng ngự của Dortmund đã có một ngày làm việc rất vất vả và sự may mắn của một chút chính xác đã giúp họ không để thủng lưới trong hiệp 1. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với The Citizen khi ngay đầu hiệp 2, Jude Bellingham đã đưa đoàn quân áo vàng đen vượt lên dẫn trước. Lúc này các học trò của Pep mới chợt bừng tỉnh. Họ thử những phương án tiếp cận mới và bất ngờ hơn. Phút 80, trung vệ Jon Stones lên tham gia tấn công và anh đã có một cú sút xa không thể cản phá. 4 phút sau đó, Joao Cancelo có pha chi về là đẹp mắt, kiến tạo cho Erling Haaland chạm bóng trên không trung, hoàn tất cú lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 2-1 cho Man City. Một trận đấu cũng có sự góp mặt của hai câu lạc bộ mang thiên hướng tấn công là Real Madrid và câu lạc bộ RB Leipzig đã diễn ra vào rạng sáng nay. Nhưng trái ngược hoàn toàn với trận đấu trên, hai đội đã mang đến cho khán giả những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng các pha dứt điểm của hai bên đều không mang về bàn thắng. Phải đợi đến phút 80 các cổ động viên mới có dịp ăn mừng khi Van Verde có tình huống xử lý bình tĩnh và đem về bàn thắng khai thông thế bế tắc. Cách biệt được nhân đôi cho Real sau khi Asensio vào sân từ băng ghế dự bị và chốt hạ trận đấu ở phút 90+1, qua đó mang về chiến thắng 2-0 cho kèn kèn trắng. Tiếp đó, Red Bull Salzburg trên sân nhà, Chelsea được người hâm mộ kỳ vọng sẽ thay tướng đổi vận khi ông Graham Potter ngồi vào chiếc ghế nóng. Thực tế, một vài tín hiệu tốt đã xuất hiện trên sân Stamford Bridge. The Blue có những bài vở tấn công mới và chủ yếu từ cánh trái của Cucurella trong hiệp 1, nhưng sự vô duyên của những Sterling hay Aubameyang không thể giúp họ có được bàn thắng. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, một hậu vệ bên phía Salzburg phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện thuận lợi để Sterling tung dạp cú cửa lòng mở tỷ số trận đấu. Sau đó, câu chuyện tương tự ở hiệp 1 lại tiếp diễn, nhưng mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều khi đội khách đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong một pha phản công ở phút 75, tiền đạo Okafor bên phía đội khách đã có pha chạy chỗ và dứt điểm cắt mặt, đem về một điểm quý giá cho Salzburg ngay ở Stamford Bridge. Với sự chênh lệch quá lớn về mặt lực lượng, Paris Saint-Germain được dự đoán sẽ dễ dàng mang về 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân của câu lạc bộ ít danh tiếng Maccabi Haifa. Bất chấp việc đội chủ nhà có bàn thắng rất sớm do công của tiền vệ Cherry ở phút 24, nhưng Le Parisien bằng những bàn thắng của Messi, Mbappe, Neymar lần lượt ở các phút thứ 37, 69, 88 đã giúp họ lội ngược dòng dễ dàng với tỷ số 3-1. Sau trận đấu này, Paris Saint-Germain tạm xếp đầu bảng H khi có cùng 6 điểm với Benfica nhưng ghi nhiều hơn một bàn thắng. Trận đấu còn lại của bảng H giữa Juventus và Benfica cũng được diễn ra vào rạng sáng này. Với một đối thủ khó chịu như đại diện đến từ Bồ Đào Nha, ba đầm giặc cũng không dễ để mang về một chiến thắng ngay khi họ có được chơi trên sân nhà. Ngay phút thứ tư, tiền đạo Milik đã mở tỷ số trận đấu. Một thế trận giằng co được diễn ra nhưng bất ngờ hơn, nó lại nghiêng về Benfica một chút. Phút 43, tài năng trẻ Fabio Miretti có pha phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt đền và João Mário đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn với lão bà khi chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, tiền đạo David Neres có pha sút bồi thành công, mang về bàn thắng vượt lên dẫn trước cho Benfica. Tỷ số 2-1 được giữ cho đến khi trận đấu kết thúc và kết quả này đã đẩy Juve xuống vị trí thứ 3, mặc dù cũng chưa có điểm nào như Maccabi Haifa nhưng lại xếp trên do hơn 2 điểm hiệu số. Với lợi thế sân nhà cùng sự chênh lệch về mặt lực lượng, AC Milan dễ dàng làm chủ trận đấu. Đoàn quân áo sọc đỏ đen tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Rossoneri tạo ra nhiều cơ hội nhưng sự chính xác là điều họ còn thiếu ở khâu dứt điểm. Nhưng rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Tài năng trẻ Rafael Leao kiếm về quả phạt đền ở phút thứ 45 và lão tướng Giroud đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra thuận lợi ở hiệp 2.
chỉ hơn 60 giây sau giờ nghỉ giải lao. AC Milan tiếp tục có bàn thắng thứ hai và người ghi bàn là Salemaker sau đường chuyền dọn cỗ của Leao. Đến phút 77, tiền vệ Popega chốt hạ trận đấu bằng cú sút quyết đoán. Trước đó bạn rút ngắn cách biệt của đội khách do công của tiền đạo Oxic. Chung cuộc, Milan giành chiến thắng 3-1 và vươn lên dẫn đầu ở bảng E. Trong khi đó, Napoli cũng có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trong chuyến làm khách đến sân vận động Ibrox của câu lạc bộ Rangers. Được chơi hơn người từ phút 55 sau tấm thẻ đỏ của Yamsan, Gliasuri mang về liên tiếp 3 bàn thắng ở các phút 68, 85 và 90+1 do công của Politano, Raspadori và tân binh Endombele. Man United sẽ đến làm khách trên sân của câu lạc bộ Sheriff Tiraspol trong khuôn khổ lượt trận 2 vòng bảng Europa League vào rạng sáng mai. Trong khi đó, Roma sẽ tiếp đón Helsinki trên sân nhà Olympico và dưới đây là cập nhật về tình hình của ông lớn kể trên. Quỷ đỏ sẽ ra sân mà không có sự phục vụ của Martial và Pelletri do chấn thương. William và Jones không được thi đấu. Chưa kể cơ hội thi đấu của Van der Beek, Radford, Wan-Bissaka hay là Luke Shaw vẫn còn đang bỏ ngỏ. Về phía Giallo Rossi, huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ chỉ mất đi hai người học trò là Nicolo Zaniolo và Sidney Wijnaldum vì chấn thương. Biệt thự của tiền đạo Thomas Müller ở thị trấn nhỏ Wycombe thuộc đô thị Unterfing phía nam Munich đã bị đột nhập vào khoảng 10 giờ tối thứ ba. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, tuyển thủ người Đức đã mất đi lượng tài sản trị giá 6 chữ số trở xuống. Bleacher Report đưa tin, những tên trộm này đã lấy đi khoảng 500.000 đô la tiền mặt, trang sức và các vật dụng. Phía cảnh sát xác nhận, vào tối thứ ba, một số kẻ gian chưa rõ danh tính đã đột nhập vào ngôi nhà của một gia đình ở khu đô thị Unterfing và lấy trộm tiền mặt, đồ trang sức và các vật có giá trị trong khoảng từ 6 con số trở xuống. Hiện cảnh sát vẫn đang thực hiện những cuộc truy lùng giáo giết và các thám tử cũng đang lao vào cuộc. Theo nguồn tin từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ James Rodriguez đã đạt được thỏa thuận cá nhân về một bản hợp đồng cho mượn với Olympiacos. Cựu sao Real Madrid vừa mới bay đến Hy Lạp để tham gia buổi kiểm tra y tế. Nếu không có gì thay đổi, James sẽ đặt bút ký hợp đồng vào cuối ngày hôm nay. Trong buổi phỏng vấn gần nhất với trang chủ của Man United, tiền vệ Casemiro cho biết anh cảm thấy hạnh phúc ở Old Trafford và rất vui vì được làm việc với những tài năng như Antony. Tuyển thủ người Brazil nói, Man United phải cảm thấy thực sự tuyệt vời khi có một cầu thủ chất lượng như Antony. Tôi biết cậu ấy khi chúng tôi cùng lên tuyển quốc gia, cả những cầu thủ khác nữa. Điều quan trọng là luôn có những cái tên cùng đẳng cấp với Antony. Còn về Old Trafford, cảm giác thoải mái ngay từ ngày đầu tiên là những gì tôi có thể khẳng định vào lúc này. Như tôi đã nói, tôi thực sự hạnh phúc với những người đồng đội của mình vì tôi luôn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Bạn huấn luyện cũng vậy, họ luôn giải thích mọi thứ một cách rõ ràng nhất. Tôi cũng đã có một khởi đầu ổn và một lần nữa, tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Chia sẻ với trang chủ câu lạc bộ, ngôi sao Kylian Mbappe đặt mục tiêu vô địch Champions League và rất muốn đạt được cột mốc đó với Paris Saint-Germain. Chưa hết, cậu bé vàng nước Pháp còn cho rằng giành chiếc cúp tài vòi với Le Parisien là điều tuyệt vời và đặc biệt hơn là khi ở bất kỳ một đội bóng nào khác. Khi được hỏi cảm nhận về cú hat-trick của anh vào lưới Barcelona mùa giải 2020-2021, tiền đạo sinh năm 98 cho hay: "Tôi đã đi từ một cầu thủ giỏi trở thành một cầu thủ rất giỏi. Đêm đó tôi đã lập hat-trick tại Camp Nou và đó là một niềm tự hào. Thành thật mà nói, tôi đã chơi với rất nhiều cầu thủ cá tính trong sự nghiệp nên sẽ thật đặc biệt nếu mang được chiếc vô địch Champions League về thành Paris." Vô địch Champions League đi cho dù bạn ở đâu và làm gì, nhưng tất nhiên đối với tôi, giành được chiếc cúp tài vòi cùng Le Parisien sẽ là điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.